cái mặt nóng mà để che lại. Che gì? Che gì ba? Che sân khấu này lại nè, nhìn cho nó hoành tráng. Đi đâu quá chị? Lát bây giờ nè. Cha rồi sao lại cắn rồi? Cái gì con? Mình đang xem một con mắt. Sao vô con mây ra thẳng. Nó tàn hình luôn. Tàn hình luôn hả? Sao ghê vậy? Nó không nhìn thấy. Không nhìn thấy luôn. Cuối cùng sao nó xuất hiện ra vậy? Một bên này màu xanh lá cây, một bên này màu đỏ. Ghê vậy luôn hả? Trời ơi, con này con mây ra cảnh gì mà ghê dữ vậy? Chỉ ba coi coi. Nào đâu? Sao? Nó sao? Nó làm biến ra kìa. Đâu con này hả? Ghê quá ha. Không, bao giờ ồ, ghê quá. Tôi cũng chạy nhiều quá, mồ hôi nó ra rồi. Em Quân hả? Em Quân đi về ngủ rồi. Hả? U là ok. Ngồi lên bên chiều. Bên chiều luôn hả? Dạ. Con phải nói là bây giờ là tối rồi, phải nói tối mai chứ. Ngồi đến sáng mai luôn. Phải ngồi lên chiều luôn. Chiều mai luôn vậy đúng không? Dạ. Ngày mai đi họp báo với ba không? Dạ. Ngầu quá vậy. Sao không có ai chăm cho bé em á? Sao không có ai bà cho em? Sao không có ai chăm cho con nữa? Sao không có ai chụp hình? Sao đứng ngồi đây uống? Ồ, vậy đó hả? Câu chuyện dài dữ vậy hả? Câu chuyện dài quá ha.